Thưa quý vị và những thông điệp là tất cả công việc tiền thuế gia đình của chúng ta theo đúng nghi thức của viện thuế sảnh nhà trai trong ngày nay đã được diễn ra hoàn thiện của viện phía các cụ ông của bà các bậc con viên của viện phía trong nhà và hiện tại là trong đồng hành của viện phía cánh cổng hoa bên ngoài cánh cổng hoa hội trực lớn của viện phía gia đình là sự hiện diện của chú rể văn thức cô dâu thu liễu trong ngày nay của hai bác chồng đoàn của hai bên phía gia đình đồng hành với hai dòng họ trong ngày hôm nay là những người được chèo lái con thuyền chúng ta đã được di chuyển bước chân vào cánh cổng hoa hôn trực lưới của bên phía gia đình nhà trai ngày hôm nay và hôm nay văn thiếp phu liễu đã được liên duyên vợ chồng từ đây và hôm nay ngày hạnh phúc của đôi bạn được diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2021. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, chúc mừng cho nghĩa tình thông gia của hai dòng họ của chúng ta mãi được bền chặt từ ngày hôm nay, gắn kết nghĩa tình thông gia chúng ta sẽ được hạnh phúc và đặc biệt hơn nữa chúc cho đôi bạn được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nhớ phu thê và đúng là ước gì anh là chú rể, em là cô dâu chúng ta về cùng một nhà. Với bên phía gia đình nhà ông Vọng và Trọng sinh thành ra được một thanh nam là chú rể Văn Thiếp, bên phía gia đình ông Loan và Hợi sinh thành ra được một thanh nữ là cô dâu Thu Liễu trong ngày hôm nay. Và hai bạn bắt nguồn từ một tình bạn và hai bạn đã vượt lên đến tình yêu được sự chấp thuận giữa hai bên phía gia đình và đặc biệt hơn nữa được sự công nhận của chính quyền sở tại hai nơi con trẻ đang được sinh sống và công tác. Hôm nay là ngày hạnh phúc của đôi bạn tại tư gia của bên phía gia đình nhà trai của chúng tôi diễn ra một chương trình được mang tên tổ chức chương trình lễ tình hôn cho chú rể Văn Thiếp cô dâu Thu Liễu trong ngày hôm nay. Và hôm nay giây phút của bên phía gia đình nhà trai của chúng tôi xin được trân trọng kính chào và tới toàn thể quý vị quan khách trong ngày hôm nay được chào tới hai bác chồng đoàn của hai bên phía gia đình cùng toàn thể anh em của hai bên phía gia đình nhà trai và bên phía gia đình nhà gái của chúng ta một lần nữa được chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, chúc cho nghĩa tình thông gia mãi được bền chặt từ ngày hôm nay. I'm
chúng tôi xin được trân trọng kính mời nguyện quý gia đình của chúng ta sẽ được di chuyển cho hai họ sẽ được bước chân lên chín bậc cầu thang của nguyện quý gia đình nhà trai trong ngày hôm nay. Vừa chuẩn bị ra với những ly trà, một chén rượu hồng để hai bên gia đình chúng ta được vô chuyện và được tâm sự với nhau trong ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Và những nghi thức của bên phía gia đình nhà trai của chúng ta đang được diễn ra ở bên bậc chín bậc cầu thang của bên phía gia đình, và những nghi thức đó chúng ta sẽ được lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc nhất mà toàn thể những bạn gia của bên phía gia đình chúng ta sẽ được lưu lại khoảnh khắc trong buổi chiều ngày nay. Chưa ca chuẩn bị ở thêm kẻ anh chè anh chè